quay trở lại với V&A Destination, nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những lễ hội mùa xuân đặc sắc nhất trên toàn cầu. Mùa xuân là thời điểm của sự tươi mới và khởi đầu, và có lẽ không có cách nào tuyệt vời hơn để trải nghiệm điều đó qua những ngày hội ngập tràn sắc màu, âm nhạc và văn hóa truyền thống đa dạng. Từ những vùng đất châu Á ngọt ngào hương hoa anh đào đến những lễ hội rộn ràng tại châu Âu và cả những sự kiện độc đáo ở châu Mỹ, chúng ta sẽ lần lượt tham quan và khám phá ý nghĩa đặc biệt của từng lễ hội. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những lễ hội không thể bỏ lỡ này để cảm nhận trọn vẹn mùa xuân kỳ diệu. Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản. Hanami là lễ hội truyền thống của người Nhật, thường diễn ra vào cuối tháng 3 với tên gọi lễ hội ngắm hoa anh đào. Lễ hội này có lịch sử lâu đời từ hàng ngàn năm nay, được coi là quốc lễ của Nhật Bản và là một nét đẹp không thể thiếu trong văn hóa xứ sở Phú Tang. Khi những bông hoa nở rộ cũng là thời điểm đẹp nhất của ngày lễ. Thông thường, Hanami sẽ kéo dài khoảng 2 tuần. Người dân Nhật Bản lúc này sẽ tụ tập dưới tán cây anh đào nở rộ, tổ chức tiệc ngoài trời, rồi ăn uống trò chuyện và thưởng thức vẻ đẹp mê hồn của những bông anh đào tinh khiết. Họ sẽ chuẩn bị những đồ ăn truyền thống như sushi, cơm bento và uống rượu kèm. Lễ hội mùa xuân Singapore được diễn ra cùng thời điểm với Tết Nguyên đán của người Việt Nam, được tổ chức với các hoạt động hoành tráng và nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Tâm điểm chính là hội hoa đang được tổ chức ở khu Chinatown với hàng ngàn ánh đèn lung linh huyền ảo trên các đại lộ chính và mang đến cho du khách một không khí lễ hội sôi động và đắm chìm trong không khí vui tươi đầu năm. Du khách sẽ được tìm hiểu văn hóa Trung Hoa thông qua các bức tượng khổng lồ trong thần thoại, chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ, tiết mục bắn pháo hoa đặc sắc, giới thiệu những món ăn truyền thống. Bên cạnh đó, phải kể đến lễ diễu hành chi ngay, bao gồm các đoàn xe được trang trí theo nhiều phong cách, các điệu múa và trang phục truyền thống đặc trưng của từng dân tộc, thu hút hàng ngàn du khách và người dân địa phương. Lễ hội hoa tulip Hà Lan. Vào mỗi cuối tháng 4, khi mùa festival tại vườn hoa Kerkerbal thuộc vùng ngoại ô thủ đô Amsterdam nổi tiếng được tổ chức, những bông hoa tulip của xứ sở phố xe gió lại được dịp đua nhau khoe sắc. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng đủ chủng loại tulip với màu sắc rực rỡ phong phú cùng cách sắp xếp rất độc đáo. Đặc biệt, lễ hội này diễn ra cả ban ngày và ban đêm để khách thoải mái lựa chọn thời gian tới tham quan. Lễ hội Carnival và vũ điệu Samba Brazil được tổ chức vào khoảng tháng 2 hàng năm trên khắp đất nước Brazil, nhưng sôi nổi nhất vẫn là Carnival tại thủ đô Rio de Janeiro, nơi tất cả các vũ công Samba tài giỏi nhất đổ về tranh tài. Đối với người Brazil thì Carnival chính là niềm kiêu hãnh của họ và là cơ hội để tôn vinh nét đẹp của cơ thể, giống như tinh thần Olympic thuở xưa, và thể hiện nét văn hóa độc đáo của Brazil qua vũ điệu Samba truyền thống. Hàng năm, có hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đã đến Rio de Janeiro, thủ đô của Brazil, để tham dự lễ hội hấp dẫn nhất thế giới này. Dịp này, các nghệ nhân Brazil dùng hết tài năng và sức lực của mình để tạo nên một lễ hội tưng bừng, hoành tráng mà không nơi nào trên hành tinh có thể có được. Nhất là những vũ điệu Samba được biểu diễn bởi các vũ công điêu luyện xuất thân từ những trường dạy vũ công nổi tiếng nhất ở Brazil. Lễ hội đèn lồng Trung Quốc được tổ chức vào rằm tháng Giêng âm lịch hàng năm. Lễ hội đèn lồng là sự kiện vui vẻ và sôi nổi nhất dịp đầu năm của người Trung Quốc, với niềm tin rằng lồng đèn xua đuổi ma quỷ và mang lại bình yên hạnh phúc, nên họ thắp rất nhiều đèn lồng để chào đón năm mới. Lễ hội đã được phát triển thành một hoạt động lớn, là nơi trưng bày các kiểu đèn lồng trang trí với đầy đủ màu sắc rực rỡ và mọi hình dáng. Đây thực sự là một bữa tiệc nghệ thuật hoành tráng dành cho tất cả mọi người, với hơn 1.000 chiếc đèn lồng lung linh được treo lên cao, tạo nên một khung cảnh lãng mạn tuyệt đẹp. Ngoài kiểu dáng truyền thống, đèn lồng còn có hình động vật và các nhân vật hoạt hình dễ thương được trẻ con yêu thích. Thu hút du khách nhất là các hoạt động như thả đèn lồng trên sông, đèn lồng trên băng. Kết thúc một hành trình đầy màu sắc và niềm vui qua các lễ hội mùa xuân trên thế giới, hy vọng rằng quý vị đã có những phút giây thư giãn và ngập tràn cảm hứng. Mỗi lễ hội không chỉ là dịp để chúng ta tận hưởng không khí rộn ràng, mà còn là cơ hội để hiểu sâu hơn về văn hóa và phong tục của mỗi quốc gia. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!